Ra tù, liệu Huỳnh Anh Khoa có ngựa quen đường cũ? Hôm qua, VOA chia sẻ thông tin Huỳnh Anh Khoa, nhân vật cộm cán, là quản trị viên của nhóm bàn luận kinh tế chính trị trên Facebook với nickname Nino Huỳnh, đã mãn hạn tù và hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi được tha tù, Huỳnh Anh Khoa đã trả lời phỏng vấn VOA. Theo đó, Huỳnh Anh Khoa cho VOA biết anh ta vừa ra khỏi tù Z30D ở Hàm Tân, Bình Thuận. Vào chiều ngày 13 tháng 9, Khoa cũng tỏ thái độ không chấp nhận, không bằng lòng với phán quyết của tòa án. Cũng như bất kỳ một tội danh liên quan đến quyền tự do ngôn luận khác ở Việt Nam, bản thân tôi cho rằng cho dù bị một ngày ở tù cũng rất không phải đối với gì tôi làm. Phát biểu của anh Khoa cho thấy, dù đã mãn hạn tù nhưng có vẻ như quan điểm chính trị của anh ta không thay đổi. Sau khi chia sẻ cảm xúc với VOA, Huỳnh Anh Khoa vẫn khăng khăng cho rằng trang Facebook bàn luận kinh tế chính trị của anh ta là trang thúc đẩy nhận thức kinh tế chính trị lớn nhất cho cộng đồng người Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài. Và anh ta cho rằng không tham gia bất cứ tổ chức hay hoạt động trong hội nhóm nào, hay nhận tiền ủng hộ của bất kỳ ai, thậm chí không nhận quảng cáo trên trang của mình. Trên thực tế, Huỳnh Anh Khoa bị Công an TP HCM bắt giữ ngày 13 tháng 6 năm 2020 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với đầy đủ chứng cứ không thể chối cãi. Lướt trang mạng có tên Bàn luận kinh tế chính trị của Nino Huỳnh, tức Huỳnh Anh Khoa, ai cũng dễ dàng nhận ra đây là trang mạng chứa một diễn đàn lớn chống nhà nước Việt Nam. Xuyên suốt thời gian là hệ thống các bài viết chống nhà nước, bôi lem chế độ, đả phá chính quyền, nhục mạ lãnh đạo Đảng và nhà nước, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên trang này cũng có hàng loạt các bài viết hướng dẫn và kích động người dân biểu tình, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị tại Việt Nam, kêu gọi người dân chống luật đặc khu, luật an ninh mạng. Xin mời xem ảnh chụp từ Facebook của Huỳnh Anh Khoa ở phần hình ảnh kèm theo. Với những gì thể hiện trên trang bàn luận kinh tế chính trị, thì chuyện anh ta bị bắt, bị pháp luật trừng trị là hiển nhiên. Luật pháp ở đâu cũng vậy, đều là công cụ để bảo vệ chế độ. Với hành vi của Huỳnh Anh Khoa, nếu ở Mỹ thì anh ta cũng sẽ cả đời trong tù. Huỳnh Anh Khoa là admin group bàn luận kinh tế chính trị với 46.000 theo dõi. Bị bắt cùng Khoa còn có Nguyễn Đăng Thương, cũng là admin group này, bị tuyên án 18 tháng tù giam và Trần Trọng Khải bị tuyên 12 tháng tù giam. Vừa mãn hạn tù, đã vội vã cãi bay chối biến tội phạm từng mắc phải, còn khăng khăng khẳng định mình đúng, thì sớm hay muộn, Huỳnh Anh Khoa cũng lại lao vào con đường cũ.